Em xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay thì bên em mới mua về một chiếc Kia Sorena. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2017 và một chủ sử dụng mua mới từ đầu. Chiếc xe có màu ngoại thất là màu đen và nội thất là màu kem nhé quý anh chị nhé. Đây là mẫu xe mà được rất là nhiều khách hàng đang tìm kiếm vì giá thành nó cũng rất là rẻ quý anh chị ạ. Và xe này mà chạy ở dịch vụ hay đi tham quan thì nó rất là hợp lý. Vì bên trong khoang nội thất của chiếc xe ngồi nó rất là rộng rãi quý anh chị ạ. Thì sau đây thì em xin mời quý anh chị đi cùng em trải nghiệm ở xung quanh một vòng chiếc xe này đi. Xe này thì được sản xuất vào năm 2017 và đăng ký lần đầu vào tháng 5 2018 nhé quý anh chị nhé. Và một chủ sử dụng mua mới từ đầu. Đó, quý anh chị có thấy này, từ cái phần mặt la răng các thứ chưa có một vết chảy xước thì nhá quý anh chị nhá. Đó, nó còn rất là mới quý anh chị ạ. Với những chiếc xe mà bên em bán ra thì em luôn luôn tự tin cam kết với quý anh chị ở xe không đâm đụng này, không ngập nước, máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Bên em sẽ cam kết với quý anh chị ở trên giấy tờ và pháp lý rõ ràng. Đây là bên trong khoang nội thất của chiếc xe này nhá quý anh chị nhá. Đó, ghế da màu kem nhá, nguyên bản hết theo xe. Đó, còn rất là mới quý anh chị ạ. Đây là cái phiên bản máy dầu cao cấp nhá quý anh chị nhá. Đó, gương thì sẽ được chỉnh điện gập điện này, có tích hợp xi nhan báo rẽ, có cảnh báo điểm mù trên gương quý anh chị có thấy này. Đó, cửa hàng ghế thứ hai thì sẽ được điều chỉnh bằng điện nhá quý anh chị nhá. Đó, Sorena thì sẽ được trang bị 7 chỗ ngồi và hàng ghế thứ hai là hàng ghế thương gia nhé quý anh chị nhé. Nó sẽ tách rời nhau ra, ngồi nó rất là rộng rãi quý anh chị ạ và cực kỳ là thoải mái. Đây là một chiếc xe chạy cho gia đình, dịch vụ. Nếu mà quý anh chị đi tham quan, đi các cung đường dài thì ngồi chiếc xe này thì nó rất là hợp lý quý anh chị ạ. Đó, chủ xe đi cũng cực kỳ là giữ gìn và có bảo hành bảo dưỡng tại định kỳ nhá quý anh chị nhá. Về tổng thể chung thì từ phần nền sơn đến phần thân vỏ của chiếc xe còn giữ rất là mới. Đó, quý anh chị có thấy này, những đường gân trên thân vỏ của chiếc xe nhá còn rất là thẳng quý anh chị ạ. Kể từ khung gầm đến máy móc các thứ đều giữ nguyên bản 100%. Đó, đây là phiên bản máy dầu nhá, bản cao cấp đấy quý anh chị ạ. Đó, xe thì sẽ được trang bị ở cốp điện nhá quý anh chị nhá. Đó, đây là bên trong khoang cốp của chiếc xe này rất là rộng rãi quý anh chị ạ. Nếu mà quý anh chị đi tham quan thì có thể để được 3 hay hoặc 4 vali cỡ lớn nhá quý anh chị nhá. Hàng ghế thứ ba thường thì sẽ có rất ít người ngồi. Đó, nó còn rất là mới quý anh chị ạ. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe nhé quý anh chị nhé. Đó, ở trên đường kết hợp thì chỉ mất 8,3 lít trên 100 km. Còn trong đô thị sẽ hết là 10,63 trên 100 km. Còn ngoài đô thị sẽ là hết 6,97 lít trên 100 km. Ăn cực kỳ là ít dầu quý anh chị ạ. Xe này thì em cũng đã trải nghiệm qua rồi. Khi một lần em đi du lịch đi xa thì em cũng đã ngồi trên chiếc xe này và em là người ngồi ở hàng ghế thứ ba nhé quý anh chị nhé. Và hàng ghế thứ ba ngồi nó rất là rộng rãi và rất là thoải mái quý anh chị ạ, khi mà quý anh chị đi các cung đường dài. Đó, la răng các thứ đều chưa có một vết chảy xước gì nhé quý anh chị nhé, nó rất là mới. Hàng ghế thứ hai thì cũng sẽ được trang bị cổng gió điều hòa nhé quý anh chị nhé. Và các nút điều chỉnh điều hòa này quý anh chị có thấy này.
khoang ghế ngồi thì nó rất là rộng rãi quý anh chị ạ. Ghế dao nguyên bản hết theo xe nhé quý anh chị nhé. Để tìm được một chiếc xe mà cùng đời với chiếc xe này thì cũng rất là hiếm trên thị trường. Có một chiếc xe nó rất là đẹp và nó cực kỳ là chất quý anh chị ạ. Sau đây thì em sẽ xin mời quý anh chị đi cùng em vào bên trong khoang cabin của chiếc xe này. Đó. Hàng ghế đầu thì sẽ được trang bị như là các nút điều chỉnh gương một chạm này. Đó. Tất cả đường vân da, đường ngó tay nắm cửa mạ chrome này. Ồ, nó rất là mới quý anh chị nhé. Xe này thì được sản xuất vào năm 2017 và đăng ký lần đầu vào tháng 5 2018 nhé. Ghế lái thì sẽ được điều chỉnh điện đa hướng. Đó. Đây là ghế da của hàng ghế đầu này, có đục lỗ thông hơi này. Đó. Ghế da này rất là mới. Hiện tại thì số km của chiếc xe chạy được 6 vạn km nhé quý anh chị nhé. Tất cả bên trong khoang nội thất của chiếc xe được chủ xe giữ gìn rất là mới, nguyên bản hết theo xe nhé. Màn hình nguyên bản hết theo xe này quý anh chị này. Đó. Màn hình giải trí này, có bluetooth các thứ nhé, rất là nhiều chức năng. Đây là các nút điều chỉnh điều hòa nhé quý anh chị nhé. Ở dưới đây thì có sưởi ghế cho hai bên này, có sưởi vô lăng này, có chế độ eco, chế độ tiết kiệm nhiên liệu và cảm biến chống cảm biến va chạm nhé quý anh chị nhé. Xe thì sẽ được trang bị hai cửa sổ trời, cửa sổ cho hàng ghế đầu và hàng ghế thứ hai nhé quý anh chị nhé. Đây là bản full sẽ được trang bị như vậy. Trên vô lăng thì sẽ được trang bị như cruise control này, có đèn tự động và gạt mưa tự động nhé quý anh chị nhé. Vô lăng bọc da các thứ nhìn nó rất là đẹp quý anh chị ạ. Đây là kệ để đồ này. Đó. Đây là cam lùi của chiếc xe này nhé quý anh chị nhé. Đây là phần máy móc của chiếc Kia Sorento. Em sẽ quay chi tiết cho quý anh chị nhé. Quý anh chị đợi em tí. Đây là phiên bản máy dầu nhé, 2.2 lít. Đó. Quý anh chị có thấy này, những đường ốc các thứ nhé. Vẫn chưa có một vết hằn vặn từ những chiếc cà lê. Với những chiếc xe mà bên em bán ra thì em luôn luôn tự tin cam kết với quý anh chị ở xe không đâm đụng này, không ngập nước, máy móc hộp số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Bên em sẽ cam kết với quý anh chị ở trên giấy tờ và pháp lý rõ ràng. Quý anh chị có thể đi check bất kỳ ở đại lý chính hãng nào của Kia hoặc là các gara mà quý anh chị quen biết nhé. Sau đây thì em cũng xin tổng kết lại, hiện tại thì ở bên em đang có chiếc Kia Sorento. Chiếc xe này được sản xuất vào năm 2017 và đăng ký lần đầu vào tháng 5 2018. Và đây là cái phiên bản máy dầu cao cấp nhé quý anh chị nhé. Hiện tại thì ở bên em đang chào bán với mức giá là 875 triệu. Giá này thì ở bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Nếu mà quý anh chị quan tâm thì hãy liên hệ giúp em hotline trước màn hình hoặc là đến trực tiếp tại showroom của em ở bên 99 đường Thành Thái, Cầu Giấy, Hà Nội, Sum, Hà Nội K để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Thì ở phần cuối video thì em xin quý anh chị muốn like, muốn subscribe, muốn ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.